quý vị, thông tin chúng tôi vừa nhận được thì nạn nhân thứ 13, thi thể thứ 13 cũng đã được tìm thấy. Như vậy là toàn bộ người trong đoàn công tác gặp nạn đã được tìm thấy. Và Sở Chỉ huy Tiền Phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Gần 2 triệu mét khối đất non mềm đã vùi lấp toàn bộ khu vực này. Do đó các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ an toàn nhưng cũng cần phải khẩn trương để tìm kiếm được những nạn nhân. Các đơn vị cũng đang đồng thời tiếp tục thông tuyến để đến được khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân mất tích tại đây. Thưa quý vị, sau đây sẽ là công điện về việc cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện gửi Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Những ngày qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm cho 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn và mất liên lạc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chia sẻ những khó khăn, đau thương, mất mát, lo âu của gia đình những người hiện đang bị mất tích, gia đình của người bị nạn do thiên tai, nhất là gia đình của những người đang bị mất liên lạc, bị nạn do sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải và Tư lệnh Quân khu 4 và Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất để giảm thiểu những thiệt hại. Đến ngày hôm nay, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác bị hy sinh tại khu vực trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và một thi thể công nhân của thủy điện Rào Trăng 3. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và thân nhân các cán bộ chiến sĩ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn, tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt. 2. Nhất là đối với các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và hậu phương gia đình thân nhân của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh và công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang đảm bảo trang trọng và chú đáo. 2. Các bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm, kịp thời đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men, cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. 3. Hiện nay trên Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới mà có thể thành bão, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm 4 tại chỗ. Bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở có thể xảy ra. Hết công điện. Ở cách đây 3 ngày thì 13 cán bộ chiến sĩ này đã tìm cách để tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những công nhân mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên sau đó thì chính đoàn công tác này cũng đã gặp nạn và mất liên lạc trong lúc đang làm nhiệm vụ. Nhóm phóng viên thời sự có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết. Khoảng 18:30, thi thể nạn nhân thứ 12 được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67. Hiện trường cho thấy là một khối lượng lớn đất đá sạt trượt từ trên cao xuống vị trí ngôi nhà này. Diện tích đất đá sạt trượt rộng đến 7,7 hectare. Độ sâu vùi lấp chỗ thấp nhất là 2m và chỗ cao nhất là hơn 3m. Trước đó từ sáng sớm nay, gần 1.300 người, hàng trăm phương tiện máy móc
cùng đội chó nghiệp vụ đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động phương tiện, điều động thêm các máy móc cơ giới, tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức tìm kiếm đoàn công tác mất liên lạc tại khu vực trạm kiểm lâm 67 và tiếp tục san gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích. Thông đường đến đâu thì chúng tôi cơ động lực lượng quân đội, lực lượng cứu hộ đến tại vị trí đó, tranh thủ từng giờ, từng phút để cứu các nạn nhân đã bị mất liên lạc. Trong cả chiều nay và cho đến thời điểm này, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng vị trí trọng điểm để mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Một hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn cũng đã được vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm trong đêm. Điều đáng ngại nhất vào lúc này là ở Phong Điền có mưa và thời tiết thì rất là xấu, nhiều mây và khả năng mưa sẽ xảy ra trong đêm nay, sáng mai. Điều này làm khó khăn cho việc mà di chuyển tìm kiếm cứu nạn những cái người còn đang bị vùi lấp. Khó khăn hơn nữa là việc tại thủy điện thì việc mở đường mới chỉ tiếp cận được đến nơi và chưa thể đưa phương tiện máy móc cơ giới vào để san gạt tìm những người còn chưa liên lạc được ở đây. Thưa quý vị, như vậy tính đến 17 giờ chiều ngày hôm nay thì đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã làm 41 người thiệt mạng, 8 người mất tích và hơn 136.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn để đánh giá về cơn bão số 7 cũng như là chuẩn bị ứng phó cho một đợt áp thấp nhiệt đới tiếp theo, dự báo là tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Trước hết về việc phục hồi sau bão thì 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đề xuất cần hỗ trợ 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm và hóa chất để xử lý môi trường. Các bộ ngành liên quan sẽ đáp ứng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Còn về diễn biến của áp thấp nhiệt đới mới thì ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh tính toán chi tiết các hồ chứa để đảm bảo an toàn, đặc biệt là hồ chứa tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái và Tuyên Quang. Từ nay đến hết thứ ba tuần sau, ngư dân các tỉnh từ Nghệ An đến Bà Rịa Vũng Tàu không được ra khơi và phải neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định. Đợt mưa lũ vừa qua ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã gây nhiều thiệt hại và dẫn tới tình trạng là phải dừng cấp điện một phần tại một số địa phương. Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng lực để nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm có điện trở lại cho người dân. Tinh thần là nước rút tới đâu thì thi công tới đó. Với mục tiêu là khôi phục lại việc cấp điện an toàn càng sớm càng tốt cho người dân. Hôm nay, Điện lực Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện để dựng lại các trụ điện bị đổ nghiêng và phát quang hành lang lưới điện. Khi mà nước rút á, là ngành điện á, là họ có 100% dân tụ điện lên, dân bây giờ họ đương cần điện để bơm nước.